về xử lý tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Công tác cán bộ là một nhiệm vụ then chốt của cả hệ thống chính trị, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, về tổng thể năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, thời gian gần đây xảy ra tình trạng một bộ phận cán bộ công chức né tránh đùn đẩy công việc, có tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu đề xuất, xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, có trường hợp đùn đẩy lên cấp trên hoặc sang các cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan địa phương, chủ yếu là các lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, bất động sản, mua sắm công, đầu tư, định giá, cung ứng dịch vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp, v.v. Tình trạng này dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Cá biệt có nơi còn trì trệ, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục những hạn chế bất cập, yếu kém nêu trên, quán triệt và tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là thanh tra kiểm tra đột xuất, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức cá nhân, cơ quan, tập thể, cán bộ công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo vì lợi ích chung, kịp thời rà soát xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh đùn đẩy trách nhiệm.